requested to remove the medical mask it wore before using the oxygen mask. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu để thở bình thường. Hà Đỗ Sinh đã kết thúc chuyến đi làm chương trình ở các tỉnh phía Nam. Trưa ngày hôm nay, ngày 18 tháng 4, 2021, lên máy bay về Hà Nội. Máy bay cất cánh lúc 10 giờ 20 phút trưa ngày hôm nay. Passengers are requested not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và chọn gói đầu. In case of emergency pinching, to use it, slip it over your head like this. Vòng dây qua eo, cài khóa có thể tự làm phồng áo cao và tắt cổ lồng ngực bạn. If it fails to inflate, blow into the tubes. Ngoài ra, trên áo cao còn có một đèn và còi để thu hút sự chú ý. Trong trường hợp cứu nạn, there are a light and a whistle to attract attention. Trên máy bay có 8 cửa thoát hiểm, xin quý khách lưu ý vị trí cửa thoát hiểm gần nhất. There are 8 exits on the aircraft. Please locate your nearest exits. 2 cửa ở phía sau, 2 exits in the rear. 4 cửa ở giữa khoang hành khách, 4 exits in the middle. Và 2 cửa ở phía trước, 2 exits in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý. During evacuation, leave your hand luggage. Nếu có khói trong khoang khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đèn thoát hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there is smoke in the cabin, please bend low and follow the emergency lights to the nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt ở đường bay phía trước. Please read the safety information card stored in the seat pocket in front of you carefully. Đối với hành khách ngồi gần bàn ghế có cửa thoát hiểm, cần lưu ý đọc kỹ hướng dẫn mở cửa thoát hiểm trong bảng hướng dẫn an toàn bay. Passengers seated next to emergency exits are requested to study the operation of these exits in the safety information card. Tất cả các chuyến bay của Vietjet là chuyến bay không hút thuốc, bao gồm cả thuốc lá điện tử. Tất cả các khu vực đều có gắn thiết bị báo khói, bao gồm cả trong phòng vệ sinh. Xin cảm ơn. Smoking is prohibited on all Vietjet flights, including cigarettes and vaporizers. Smoke detectors are installed in every part of the aircraft, including lavatories. Thank you. Đang di chuyển ra đường băng để cất cánh. Sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 30 phút trưa ngày mùng 4 tháng 8 tháng 4. Dừng thẳng lưng ghế, đặt bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we'll be taking off shortly. Please ensure that your seatbelt is fastened. Your seat back is upright. Your tray table is stowed. Your window shade is open. And refrain from using the lavatories during this time. Thank you.
ngày tí. Máy bay đã vào đầu đường băng và chuẩn bị lấy tốc độ.
sau 1 giờ 50 phút đồng hồ, máy bay đã ra đến Hà Nội và chuẩn bị hạ độ cao để hạ cánh. Bây giờ là 12 giờ 15 phút buổi trưa ngày 8 tháng 4 2021. Đang hạ dần độ cao. Những hình ảnh ở dưới mặt đất hiện dần lên ngày một rõ hơn. Đầu đường băng để chạm đất.
sân bay Nội Bài. Để cập nhật thêm thông tin về lịch bay đến đến các chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjetair.com hoặc số điện thoại đặt giữ chỗ 19 1900 1886. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách. Ladies and gentlemen, welcome to Nội Bài. Vâng, và sản phẩm đi máy bay cùng với tôi trong chuyến này đó là cây kim quýt mà các anh em bạn ở trong Dĩ An Bình Dương đã tặng Đỗ Sinh. Tôi xách lên máy bay và đi cùng.